Cái nô này thì có là 160 cây sầu riêng dạng như thế này nha các bạn nhé. Đây sầu riêng rất là sai quả như đây này. Đấy. Như cây này thì là phải được khoảng 5 đến 60 quả nhá. Đây như ví dụ mình đếm này, 4 này. 4 chỗ này đã 10 rồi. Cây này nó phải dao động khoảng đến 6 70 quả các bạn nhé. Đối với cây này thì nó phải được vài tạ các bạn. Cây này chắc nó phải trên tạ. Đấy, trên tạ quả các bạn. Và vườn này thì đặc biệt là cây nó rất đều các bạn nhé, rất đều luôn. Đây. Như cây này cũng thế nha, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn để các bạn có thể hình dung ra là cái vườn này nó năm nay thu khoảng bao nhiêu tấn quả nhé. Đấy. Như cây này cũng thế này, quả rất là to nhé. Như cây này thì tầm được khoảng là tháng tháng nữa là đã cắt rồi các bạn nhé. Đây, cây này cũng thế này. Quả này. Đấy, quả rất là khủng luôn các bạn. Đây, như quả kia là phải 3 ký các bạn nhé. Đấy. Đây, quanh quanh khu này là hầu như là cây đều như nhau các bạn này. Có 160 cây sầu riêng dạng như thế này. Và khoảng 1.000 cây cà phê. Đây, đây như cây này này. Đây, mình quay kỹ cho các bạn xem nhé. Đây. Quả trải đều trên các cành nhé. Cây này cũng phải là trên tạ các bạn nhé. Trên tạ. Sầu riêng này kinh doanh khoảng độ 3-4 năm này các bạn nhé. Đây. Đây mình vào, chui hẳn vào trong mình quay cho các bạn. Có những cây quả nó rất là nhiều nữa này. Đây, tỷ lệ quả đậu rất cao. Đấy, thấy chưa? Quả này. Ui, cái cây này chắc phải 2 tạ các bạn này. Đây, quả đặc xịt luôn này. Rất là to rồi các bạn, quả to đều. Đất đây thì đẹp các bạn nhé. Đất đỏ ba gian, cà phê này, cà phê cũng rất là đẹp. 10 cây đều như chín các bạn nhé. Cây nào trái cũng 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 nhiều. Đây, như cây này cũng thế này. Quả rất nhiều luôn này. Đó. Đây, như cây này. Cây này cũng khủng luôn các bạn nhé. Này. Đây quay cho các bạn xem. Này, nguyên chỗ này là 5 quả này. 5 quả đây. Ui giời này. Kinh khủng luôn này. Đó. Cây này nó phải nằm khoảng đâu vài chục quả các bạn ạ. Nó phải 6 70 quả. Cây này phải là đôi tạ các bạn nhé. Cái riêng cây này phải đôi tạ. Đây như cây này nữa này. Đấy, như cây này nữa. Này. Quả chịu cảnh luôn các bạn này. Này. Đây. Này, nguyên cái chòm này. Đây 4 quả này, lên đây này. Lên đây 6 7 quả luôn này. Đó, quả khủng luôn các bạn này. Đây, qua đây. Vườn này cũng tương đối đều các bạn nhé. Hầu như là cây nào cũng sai trái. Đây như cây này. Đây, các bạn nhìn cái chòm ở trên trên ngọn không? Nguyên cái chòm kia nó phải nằm cùng mười mấy quả, mười mấy 20 quả. Đấy, xuống đây nữa này. Quả nó phân tán rất là đều nhé. Đây, cây kia cũng thế. Đấy. Đấy, như cây này này. Nói chung là cứ dạng 18, 19 nhá. Đây cây này thì đây có một cây này bói này. Bói. Đây còn như dạng cây này thì cũng rất là nhiều trái các bạn ạ. Hầu như đây là chủ chủ nhà làm cũng rất là bài bản. Cây nào quả cũng cũng ấy luôn. Quả cũng sai luôn. Và nô này thì bám tiền mặt tiền đường bê tông là phải mấy chục mét nhá. 100 mét không người đại. Rồi vô cỡ tầm nguyên con đường bê tông này nhé, con đường bê tông này nó rơi vào khoảng 80 mét mặt tiền đường bê tông, 8 cho đến 100 mét các bạn nhé. Đường thì rộng, ô tô tránh nhau thoải mái. Nô này thì cực kỳ giá trị các bạn nhé. Đây cộng cả thêm cái nô đất trên này nữa nhé. Cả nô đất trên này mới được là 3 ha các bạn nhé. Đấy thì chủ nhà bán gộp này, cái nô sầu riêng vừa nãy và căn nhà này, đây khu cái căn nhà này với cái thửa đất đây là diện tích là 6 sào các bạn nhé. Đấy. Bán cả cái miếng sầu riêng, bán cả căn nhà này gộp lại là thành 6 tỷ 8 các bạn nhé. 6 tỷ 8 trong khi đó là chủ nhà thu ấy nhá, thu sầu riêng nhá. Chủ nhà thu sầu riêng, đấy. Là bàn giao hết lại cho chúng ta là chủ nhà bán là 6 tỷ 8. Còn nếu mà trường hợp chúng ta mà thu trái á, thu trái thì là
chủ nhà bán là 9 tỷ các bạn nhé, 9 tỷ. Đấy thì có hai cách lựa chọn. Một là chúng ta có thể là chúng ta để cho chủ nhà thu trái, chúng ta sẽ mua thì nó sẽ giảm cho chúng ta được khoảng 2 tỷ 2 các bạn nhé, khoảng 2 tỷ 2. Đấy. Đây thì căn nhà Thái cũng khá to các bạn nhé. Đây căn nhà Thái này. Bây giờ mà xây được căn nhà Thái như thế này cũng phải cũng cả tỷ đấy các bạn nhé. Đấy, có một khoảng sân trước cũng khá rộng. Sân khá rộng. Đấy, chúng ta có thể phơi cà. Và mặt tiền đường bê tông này, mặt tiền đường bê tông này là 60m cộng cả hai vườn thì nó dao động khoảng 140m mặt tiền đường bê tông nhé, nằm trong khu vực dân cư nhé. Đấy. Từ đây thì chúng ta ra tới đường liên xã bao nhiêu mét này, đây ra đường liên xã bao nhiêu mét? Đây mà tính ra kia là cỡ tầm 400m thôi. Chúng ta ra đến xã, chúng ta ra đến đường liên xã khoảng 400m nhé. Đấy là chúng ta ra tới trung tâm xã. Chúng ta ra tới trung tâm xã R Bá là 400m. Video mình kết thúc tại đây nhé. Nếu bạn có quan tâm tới lô này thì hãy kết bạn Zalo với mình để gửi sổ sách pháp lý và cho gặp trực tiếp chủ để đàm phán giá cả tốt nhất. Có sổ chưa đại?